Và ok, hello, chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Thì cuối cùng là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5 thì cũng đã kết thúc cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 của chúng ta rồi. Và hôm nay thì cũng đã là cái ngày mà tất cả các bạn phải nhập học rồi, cũng như là ai mà đang đi làm thì cũng đã tiến hành đi làm trở lại rồi. Và trước tiên thì tôi xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày làm, tức là một ngày học sau kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ ha. Rồi, thì vào sáng ngày hôm nay là ngày 5 tháng 2 đó, thì khi mà tôi mới vừa ngủ dậy á mọi người, thì đã có rất là nhiều bạn nhắn tin cho tôi và cũng như là tag tôi vào cái clip Solara luôn mọi người ạ. Thì như mọi người đã biết đó là vào hôm qua là tôi có chia sẻ đến cho tất cả các ông về cái phiên bản là Clean Solara dành cho máy tính, Roblox máy tính phiên bản là version 2 đó mọi người. Thì sau khi mà tôi chia sẻ xong ấy, thì vào tối qua thì cái Solara này họ đã tiến hành họ cập nhật lên cái phiên bản mới nữa mọi người. Lý do tại sao? Lý do tại vì là cái Clean Roblox á mọi người trên máy tính đó, nó cập nhật lên cái phiên bản mới. Thì chính vì thế là bắt buộc là họ phải tiến hành họ fix lại và họ cập nhật lên cái phiên bản mới. Thì trong video ngày này thì tôi sẽ gửi đến cho tất cả các ông về cái Clean Solara phiên bản mới nha mọi người. Thì phiên bản này á là phiên bản version 2 fix nha. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy ông là chạy được nhiều script hơn dành cho cái tựa game Roblox này, và cũng như là nó là cái clean mà hỗ trợ cho anh em chơi cái tựa game Roblox trên máy tính hiện tại là miễn phí nha mọi người. Đó, thì chờ đợi cái clean quay khá là lâu rồi nhưng mà nó vẫn chưa có cập nhật. Thì thôi anh em sử dụng cái clean Solara này đỡ ha. Khi nào cái clean quay cập nhật thì tôi sẽ làm video để review và mang đến cho anh em sau. Và đặc biệt á là trong video ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều ông bảo là thắc anh tìm được cái bản menu farm nào cho cái tựa game Roblox mà hỗ trợ cho cái Solara ngoài trừ cái bản Winter Hub ra. Thì nói chung á anh em thắc thì tôi chắc chắn là ngày hôm nay là tôi đã tìm được rồi. Thì hôm nay á là tôi mới vừa tìm được thêm một cái phiên bản menu farm hỗ trợ cho cái clean Solara, và đặc biệt á là hỗ trợ full chức năng luôn nha mọi người, chứ không phải như cái bản Winter Hub ha. Thì cái bản Winter Hub á thì còn bị lỗi khá là nhiều dành cho cái clean trên Roblox á, thì nó bị lỗi khá là nhiều luôn. Chính vì thế là ngày hôm nay sẵn trong video này thì tôi sẽ mang đến cái bản menu đó cho anh em luôn, để cho anh em nào mà sử dụng cái clean Solara thì mấy anh em có thể sử dụng cái bản menu đó luôn ha. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi hướng dẫn cho tất cả các ông cách để có thể cài đặt được cái phiên bản Solara version 2 fix này, giúp cho anh em có thể sử dụng được hoàn toàn một cách mượt mà luôn nha anh em. Ok, và bây giờ thì let's go thôi. Và bật bí anh em luôn, thì cái bản version 2 fix này á thì nó sẽ cập nhật thêm một cái tính năng rất là hay, đó là hiển thị trạng thái hoạt động của anh em luôn. Rất là ngon ha. Ok, let's go nào. Và ok anh em ơi, thì hiện tại là tôi cũng đã tiến hành tôi thoát ra ngoài để tôi hướng dẫn cho anh em cách để có thể cài đặt và cũng như là trải nghiệm được cái phiên bản Clean Solara mới nhất dành cho cái tựa game Roblox trên máy tính nha mọi người. Rồi, thì ở đây là đầu tiên là cái bước đầu tiên khi mà anh em muốn sử dụng được cái clean này thì anh em bắt buộc là anh em phải tắt đi cái trình duyệt máy, trình duyệt virus trên cái máy của anh em ha. Thì hiện tại là có rất là nhiều ông đang bị gặp cái vấn đề đó là bị lỗi khi mà anh em mở cái clean Solara lên, nó không có lên mà nó hiện những cái lỗi. Thì đa phần là những cái lỗi đó đến từ cái việc là anh em chưa có tắt cái trình duyệt virus trên cái máy của anh em. Đó, thì cái cách mà để tắt thì đầu tiên là anh em sẽ vào trong cái trang web này giúp tôi. Thì anh em là đầu tiên anh em sẽ vào trong cái trang web này giúp tôi ha. Thì ở cái trang web này thì họ đã hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể tắt đi cái trình duyệt virus cho trên máy của anh em rồi. Đó, thì anh em cứ làm theo trong y chang cái trang này thì anh em sẽ tắt được ha. Thì đầu tiên là anh em sẽ vào trong cái phần cài đặt trên máy này. Rồi sau đó anh em sẽ vào cái phần là Windows Security. Đây, Update và Security nè. Rồi sau đó anh em sẽ vào trong cái Windows Security. Đó, thì hiện tại là trên máy của tôi thì tôi đã tắt vĩnh viễn luôn rồi, thì bởi vậy là nó sẽ không có hiện lên những cái chỗ này nữa. Còn ví dụ nếu mà máy của anh em nào mà chưa tắt thì anh em khi mà nhấn vào thì nó sẽ hiện lên nhiều cái dòng như thế này. Đó, nó sẽ hiện lên nhiều cái dòng như thế này nè. Thì anh em sẽ tiến hành anh em chọn vào cái phần là Free Root and Rotation á, anh em chọn vào cái phần là Manager Setting. Rồi sau đó anh em sẽ tắt đi cái Real Time Rotation cho tôi ha. Đó, anh em tắt nó đi như thế này. Thì cái này là giúp cho anh em tắt cái trình duyệt virus trên máy tính, còn gọi là cái Windows Defender tạm thời thôi. Còn ví dụ mà anh em nào mà muốn tắt vĩnh viễn giống tôi á thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nè. Đây, thì sau khi mà anh em đã tắt tạm thời như thế này rồi á thì anh em bước tiếp theo là sẽ tải ba cái file này về giúp tôi. Cái file đầu tiên á đó là cái file fix ALL Solara, và cái file thứ hai á đó là cái phiên bản là Solara Beta Fix nè mọi người thấy không. Thì cái bản này á là cái bản fix lỗi nha mọi người. Thì hôm qua tôi có chia sẻ đến cho tất cả các ông về cái bản mà version 2 bình thường ấy, thì cái bản đó là hiện tại là đã bị lỗi rồi. Thì bởi vậy á là anh em sẽ tải cái bản fix này về giúp tôi ha. Và cái thứ ba là mọi người cần tải đó là cái patch nha mọi người. Thì cái patch này á là nó y chang cái tựa game Roblox thôi. Thì nói chung á là cái patch này á mọi người hiểu năm nay nó là cái Roblox bình thường, nhưng mà đổi lại là mọi người có thể kết nối được với lại những cái clean ha. Còn cái Roblox bình thường trên máy của mọi người thì mọi người sẽ không có kết nối được. Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em từng bước ha. Thì đầu tiên là khi mà anh em đã tắt đi cái trình duyệt Windows Defender trên máy của mọi người rồi, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người tải cái file fix ALL này về và mọi người giải nén ra. Và ở đây thì tôi xin nói luôn, những ông nào mà đang sử dụng cái phần mềm diệt virus thứ ba trên máy chẳng hạn như là những cái phần mềm khác mà hỗ trợ cho anh em diệt virus thì anh em phải xóa đi, hoặc là anh em tắt nó đi thì anh em mới sử dụng được cái clean Solara nha. Đó, cái này thì tôi nói cho anh em biết trước ha. Rồi thì đầu tiên là anh em sẽ giải nén cái file fix ALL Solara này lên. Đấy, anh em nhấn vào extract here nè, đó chuột phải chuột extract here là nó sẽ giải nén ra.
Rồi thì cái cách này á, thì những ông nào á, mà hổm giờ xài cái Clean Solara bình thường á, thì anh em sẽ bỏ qua cái bước fit này. Còn những ông nào á, mà hổm giờ á, bật cái Solara lên mà nó bị lỗi á, DLL hoặc là bị lỗi những cái gì đó nó không bật được á, thì anh em bắt buộc là anh em phải sử dụng cái file fit này để anh em fit những cái lỗi đó ha. Rồi thì đầu tiên á, bước đầu tiên là anh em sẽ cài đặt giúp tôi là cái C cộng cộng này. Thì do á, là có một số máy á, thì nó bị thiếu cái C cộng cộng, thì bởi vậy á, anh em sẽ không có mở cái Solara lên được nha. Đó thì bắt buộc là anh em phải cài cái C cộng cộng này vào. Thì ở đây á, là tôi đã chuẩn bị 32 bit với lại là 64 bit. Thì máy ông nào 64 thì mấy ông chọn 64, còn máy 32 thì chọn 32. Rồi ở đây á, là tôi đã cài rồi thì bây giờ tôi không có cần cài nữa. Bước tiếp theo, khi mà anh em đã cài xong cái C cộng cộng rồi thì anh em sẽ tiến hành cài tiếp tục cái Windows Desktop này cho tôi ha. Đó, anh em cài tiếp cái này cho tôi. Rồi sau khi mà đã cài xong hết ba cái này rồi thì bước tiếp theo là dành cho những ông nào á, mà muốn tắt hoàn toàn cái trình duyệt Windows Defender đi, còn gọi là cái trình duyệt virus á, thì anh em sẽ mở cái file tắt Windows virus này lên. Đó, rồi mở lên xong á, thì đây là cái giao diện của nó nè. Đó thì nó sẽ có những cái file như thế này, thì anh em sẽ tiến hành anh em mở cái file control.exe lên cho tôi ha. Rồi mở lên. Rồi sau khi mà mở lên xong á, thì ở đây á, là nó sẽ có cái hư mục như thế này. Và như cái máy của tôi á, là do là tôi đã tắt hoàn toàn vĩnh viễn rồi, thì bởi vậy á, là nó sẽ hiện lên như thế này ha. Còn ví dụ mà máy ông nào mà đang bật á, thì nó sẽ hiện lên cái màu xanh. Thì nếu mà mấy ông muốn tắt hoàn toàn á, thì mấy ông sẽ nhấn vào cái chữ là Disable Windows Defender. Đó, Disable Windows Defender, anh em nhấn vào đúng một cái này thôi. Khi mà anh em nhấn vào á, thì nó sẽ tự động nó tắt hoàn toàn cái trình duyệt virus cho anh em luôn. Và cái này á, là tắt vĩnh viễn luôn nha anh em. Thì về sau anh em sẽ không có cần tắt nữa. Ở đây thì do là tôi đã tắt rồi thì bây giờ tôi sẽ không có cần ha. Đó, thì sau khi mà anh em đã làm xong những cái bước mà nãy giờ tôi hướng dẫn cho anh em rồi, thì bây giờ á, thì tôi sẽ, do là tôi đã làm hết rồi, thì bây giờ là tôi sẽ để cái này qua một bên đi để cho nó gọn ha. Thì tôi sẽ hướng dẫn anh em tiếp. Rồi bước tiếp theo là anh em sẽ tiến hành anh em cài đặt cái lắp ráp này cho tôi. Lắp ráp đó, lắp ráp này tôi cũng để dưới phần bình luận game luôn. Anh em chỉ cần nhấn đúp vào này để anh em cài thôi. Rồi sau khi nhấn đúp vào xong á, thì nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này. Và ở đây á, thì anh em cứ để mặc định rồi anh em nhấn install đó. Thì sau khi nhấn install xong á, thì nó sẽ tiến hành nó tự động nó cài đặt cho mọi người này. Rồi ở đây á, nó hiện lên cái install như thế này, mọi người nhấn tiếp tục. Đấy là nó sẽ tự động nó cài cho mọi người ha. Thì sau khi mà nó cài xong á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vào được trong cái tựa game Roblox nha mọi người. Rồi thì nói chung á, là anh em có thể là sử dụng cái blockchain này thay thế cái tựa game Roblox trên máy của anh em luôn. Đấy thì như tôi đã nói, thì sau khi mà nó tự động nó cài đặt xong á, thì nó sẽ tự động nó mở cái Roblox cho anh em luôn. Và anh em lưu ý nha, là cái Roblox này á, là cái blockchain nha anh em, chứ không phải là cái Roblox từ trong cái trang chủ đâu. Thì bởi vậy á, là anh em có thể sử dụng cái blockchain này á, thay thế cho cái Roblox bình thường luôn, nó không có vấn đề gì hết. Thì những cái máy của bạn nào á, mà đang có cái Roblox bình thường á, thì mấy bạn xóa đi giúp tôi ha. Đó, anh em xài mà trực tiếp bằng cái blockchain này luôn cũng được. Thì sau khi mà anh em đã cài xong rồi á, thì ở ngoài cái màn hình của anh em á, thì nó sẽ xuất hiện cái biểu tượng của cái lốc cháp này, nhưng mà cái tên của nó là cái tên là Play Roblox. Thì về sau á, anh em nếu mà anh em muốn chơi cái tựa game Roblox á, thì anh em sẽ mở cái ứng dụng là Play Roblox này lên, thì nó sẽ mở cái Roblox lên như bình thường cho anh em luôn ha. Thì cái này á, là anh em hiểu nôm na là nó như cái Roblox bình thường thôi, nhưng mà đặc biệt á, thì nó có thể kết nối được với lại những cái clean đó, anh em hiểu như vậy là được rồi. Rồi thì ở đây á, là khi mà cài xong á, thì ở ngoài màn hình của anh em là sẽ xuất hiện cái Play Roblox này. Về sau thì khi mà anh em sử dụng, thì anh em chỉ cần nhấn đúp vào thì nó sẽ mở lên như thế này. Rồi bây giờ khi mà mở lên rồi, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đăng nhập tài khoản tôi vào ha. Rồi thì ở đây á, là tôi đã đăng nhập vào rồi. Thì sau khi mà đăng nhập vào rồi, bước tiếp theo thì anh em sẽ tiến hành anh em giải nén cái file Solara version 2 fit ra cho tôi. Nhấn chuột phải vào rồi chọn exit here ha anh em, giải nén kịp tin ha. Rồi thì sau khi mà giải nén ra xong á, thì ở ngoài cái chỗ của anh em á, thì nó sẽ xuất hiện cái file là Solara beta 2 nè. Đó, bây giờ thì anh em mở cái file lên. Rồi anh em sẽ vuốt xuống, anh em tìm tới cái phần là solara.se. Thì có rất là nhiều ông tới cái bước này á, là có nói với tôi á, là anh ơi tại sao á, là cái của em khi mà giải nén ra nó bị mất cái file solara.dll cũng như là mất cái file solara.se. Đó, cái vấn đề á, khi mà anh em giải nén ra bị mất á, anh em biết lý do tại sao không? Tại vì anh em chưa có tắt cái trình duyệt virus. Thì chính vì thế khi mà anh em giải nén ra thì nó sẽ mặc định nó xóa hai cái file này nha mọi người. Đó, thì bởi vậy á, là anh em nhớ là anh em tắt đi những cái trình duyệt virus trên máy của anh em. Anh em nào mà sử dụng những cái app duyệt virus riêng thì anh em nhớ là tắt hẳn nó đi giúp tôi ha. Rồi sau khi mà mở lên rồi thì anh em sẽ tiến hành nhấn chuột phải vào cái solara.se nè. Rồi chọn là Ring Admin đó. Rồi sau khi chọn xong thì nó sẽ tiến hành nó mở cái Solara lên cho anh em ha. Rồi và như anh em có thể thấy trên màn hình này, thì đối với lại cái phiên bản version 2 fit này á, thì anh em sẽ có được cái trạng thái hoạt động nè, mọi người thấy không? Thì cái trạng thái màu đỏ như thế này á, có nghĩa là nó chưa kết nối với lại cái Roblox của anh em. Còn cái trạng thái màu vàng á, là nó đang kết nối, và cái trạng thái màu xanh á, là nó đã kết nối thành công nha anh em. Rồi và đối với lại cái Solara version 2 này á, thì nó sẽ tiến hành nó kết nối với lại là cái Roblox nha. Còn ví dụ mà anh em nào mà chơi cái Roblox bình thường á, thì nó sẽ không có kết nối được. Thì bởi vậy là anh em nhớ là anh em phải sử dụng cái Roblox cho tôi. Rồi thì ở đây á, để có thể mà kết nối cái clean này với lại là cái Roblox, thì anh em sẽ kết nối ở ngoài cái màn hình chọn game giúp tôi nha. Đó, thì sau khi mà vào trong cái màn hình chọn game như thế này rồi, anh em sẽ tiến hành nhấn vào cái góc phải nè. Đó, có một cái nút ở góc phải dưới cái Solara đó, anh em nhấn vào. Rồi sau khi nhấn vào xong á, thì anh em đợi một tí là ngay cái biểu tượng Solara nó hiện lên màu vàng như thế này, có nghĩa là anh em đã kết nối với lại cái Roblox thành công rồi. Thì bây giờ á, anh em sẽ tiến hành anh em vào trong một cái tựa game bất kỳ cho tôi. Ở đây thì tôi sẽ vào trong cái lốc phút để tôi test cho anh em ha. Đấy, sẵn tôi mang đến cho anh em cái menu mới luôn. Rồi sau khi mà anh em vào xong á, anh em đợi một tí nè.
Thì sau khi mà vào trong cái tựa game Lockwood á, nếu mà anh em kết nối thành công á thì nó sẽ hiện cái Solara nè lên nè, mọi người thấy không? Và mặc định á là khi mà kết nối thành công là cái Solara ở bên đây á là nó sẽ hiển thị màu xanh lên như thế này. Đó, cái chấm thì nó sẽ hiển thị lên màu xanh. Có nghĩa là anh em đã kết nối thành công rồi. Thì việc bây giờ á là anh em chỉ cần vào anh em chơi và anh em chạy những cái đủ lên thôi. Rồi, ở đây á là dành cho những ông nào á mà muốn sử dụng một cái bảng menu cực kỳ ngon dành cho các Clean Solara này, thì hiện tại là tôi mới vừa tìm được một cái bảng menu luôn. Và cái bảng này á thì nó không phải là Winter Hub nha mọi người. Thì có rất là nhiều ông bảo là cái bảng Winter Hub thời kỳ tôi mang đến cho anh em á thì nó bị lỗi này, cũng như là nó sẽ sử dụng được một hai tính năng thôi, không có sử dụng được hết. Thì anh em có thể sử dụng thử cái bảng này giúp tôi ha. Ở đây thì tôi sẽ chạy cái bảng lên cho anh em xem. Rồi thì ở đây á là tôi mới vừa copy cái clip rồi, bây giờ tôi dán vào nè. Đó, tôi dán cái clip vào rồi tôi chạy cho anh em xem ha. Đây tôi nhấn chạy. Và rồi thì sau khi mà tôi nhấn chạy xong thì anh em đợi một tí thì nó sẽ tiến hành, nó hiện lên cái bảng menu nha anh em. Đó, và anh em có thể thấy nè là hiện tại là tôi có thể chạy được cái bảng menu này trong cái Solara hoàn toàn 100% luôn. Rồi thì nói chung á là sẽ có nhiều anh em á là bảo là nó hiện lên thôi mà chưa chắc gì nó hoạt động được. Rồi thì ở đây á là tôi sẽ tiến hành tôi test cho anh em luôn nè. Đó, có rất là nhiều cái chức năng cho anh em ha. Thì cái bảng này á là tôi cũng mới vừa tìm được và tôi có chạy thử rồi. Thì nói chung á là nó vẫn hỗ trợ cho anh em sử dụng rất là bình thường luôn. Và bảng này á thì nó hỗ trợ cho anh em farm full đổ mới rồi cái thứ luôn ha. Đó, farm level đồ được luôn nha anh em. Đấy, ông nào á mà muốn test cái bảng menu này á thì tôi sẽ để dưới một lượng kim cho anh em luôn ha. Đó, sử dụng được rất là ngon nè. Đấy, rất là ok luôn nha anh em. Đó, farm rất là ngon luôn ha. Thì nói chung á là do là tôi đang đứng bên sao 2 thì bởi vậy á là nó sẽ farm như thế này. Còn ví dụ mà anh em nào đứng bên sao 3 anh em farm á thì nó sẽ gom quái, nó đánh được rất là mượt luôn. Và ngoài ra thì cái bảng này á nó sẽ có những cái phần cài đặt cho anh em có thể thích tin được cái thứ luôn nha. Đó, farm rất là nhiều nè, pin mod này, rồi chế độ gom quái này, rồi phát attack này, rồi farm boss này, farm cây pin này, farm chết farm gương này, farm rất là nhiều luôn. Đó, farm cái nào cũng có anh em ơi. Anh em vào anh em trải nghiệm ha. Ngoài ra là có những cái chế độ hỗ trợ PVP, Ray 4 tập được cái thứ nhiều lắm. Đó thì nói chung là video của tôi cũng khá là dài rồi. Thì ông nào mà muốn sử dụng cái bảng này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận kia. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều. Và nhớ làm theo video đừng của tôi để có thể cài đặt được thành công nha. Và chúc anh em có thể sử dụng được và bye bye.